Xin chào các bạn nha các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của Tú Lê Vlog nha các bạn. Hôm nay mình ra nhà của em mình đó các bạn, để mình đi đám giỗ với các bạn. Tại vì bữa nay đám giỗ của ông anh, hai chị em mình làm đám giỗ đơn sơ thôi nha các bạn, có mấy món ăn bình thường thôi. Bây giờ mình mời các bạn cùng vào bếp làm với mình nha. Nè các bạn ơi, hai chị em mình á nấu nấu canh khổ qua các bạn. Hồi nãy là múc lên một mớ để mà cúng rồi nghe các bạn. Còn nhiêu đây nè. À rồi còn cái này. Nóng quá, nóng quá. Đó. Cái này là nồi thịt kho nha các bạn. Thịt kho trứng nha. Mình nấu hai nồi này với lại mua con gà quay nữa là xong rồi nghe các bạn, rồi với lại nấu được chay. Cúng thì cúng được chay, còn ăn thì ăn cái này nè nghe các bạn. Nhìn ngon ha. Giờ mình bưng thêm nước mắm lên chảnh nữa các bạn ơi, đang cúng á. Hai chị em mình đem này lên để cúng nè các bạn. Cái này là món thịt kho nè các bạn, thịt kho trứng. Cái này khổ qua, cái này gà. Đây là bàn thờ nè các bạn. Bữa nay á, là đám giỗ của ông anh nè các bạn. Đó, ông anh này nè các bạn. Đó, ở đây á, là cúng món chay không các bạn. Đó, cái này là canh chua nè, rau sống, còn tàu hũ với lại sườn non. Ở đây là trái cây nè các bạn. Ở đây có cúng đồ luôn các bạn. Tiền, lấy tiền chút nữa đốt đó các bạn. Còn cái này là bún chay với bì cuốn cơm. Còn cái này là ông xã của nhỏ em mình nha các bạn. Còn cái này là ba mẹ của chồng, ba mẹ chồng của nhỏ bạn mình. Có ông và chồng mình thì bằng áo trắng luôn đó các bạn. Ông và chồng của mình đó nha, là ba ruột của nhỏ em mình. Còn bên đây là ông và chồng với bà và chồng của em mình. Cúng là cúng hết gì luôn gì nè các bạn. Đó. Bàn thờ nào là cũng phải cúng gì đó. Đây thì chỉ làm có một mâm mặn là đơn giản thôi các bạn, đang ở nhà ăn thôi à. Còn cúng thì cúng ba mâm chay vậy đó. Đây, ngôi nhà của chị ba mình đây các bạn ơi, một ngôi nhà nhỏ xinh xinh, hai quả tim vàng nghe các bạn. Tiếng chấn nặng. Chị ba mình mới nấu đồ chay xong luôn á các bạn. Chị ba mình nấu giỏi lắm, một mình chị ba mình nấu ba mâm luôn. Đi đốt nhang. Để cho Hương đốt cúng cái. Thôi chị ba đốt đi, chị ba lớn chị ba đốt đi. Thôi đi không có sao đâu. Để nó giấy cúng rồi mình đốt nhang thôi. Hey.
chưa? Chưa. Chạy điện chăm cứu gì chứ, đỡ nhất lắm. Vô ngồi đi anh ba. Kêu hoài nãy tiếng không? Rồi, giờ mời cả nhà mình ăn cơm. Ăn cơm nha, bữa nay bữa cơm gia đình mời 500 em nem mà được có 3 người. Bữa nay cúng cơm cho ông anh rồi, cho nên ở nhà không rồi các bạn ơi. Đó. Mấy chị em ở nhà tự cúng rồi tự làm tự mình ăn luôn. Anh em ăn thôi, giờ mình có 4 người đi. Mời tới 500 anh em lận mà giờ còn có 400 anh em à đó. Bên đây bà với mình nữa là 4. Ăn đi, quay. Anh ba ăn đi, em quay một chút xíu nữa cái là em nhìn em ăn. Đó. Rồi giờ ăn đi các bạn ơi. Cục cục luôn. Các ăn chắc phô cầu không? Chị ba cũng khoái ăn phô cầu không đặt. Chị ba cũng khoái ăn phô cầu cũng hại của em. Không nói mình ăn gửi cho chị không nghe gì đâu. Giờ mình mời các bạn cùng ăn nha. Cái này là củ hoa hầm nha các bạn. Nam gửi cho 2 triệu cúng bác nó. Thằng Nam gửi cho 2 triệu cúng bác nó. Thằng nãy nói vậy con cá. Mời các bạn cùng ăn nữa nha. Cái này gà quay nè các bạn ơi. Dằn có gác trong chơm. Dằn có gác trong chơm. Có gì. Mới đặt thôi à. Ăn cho cho lắm dỗ chỉ về nè. Cảm ơn tại 2 tầng. Bữa đó gửi 500, nhận phụ ra từ lắm dỗ. Không lấy mà bắt lấy. Chị em nhà gỡ phải lấy chứ. Dạ. Em tính thì thôi để em nè, em làm được thì thôi để em. Chị nói với bà nội đó. Chị em ai có thì thùng vô. 2 người ca đi. Dẫn dòm cho bám mẹ. Lấy. Lấy đi rồi có gì tính tiếp. Hôm vợ bà á đám dỗ bữa nay rất là gọn hả anh bà. Năm người mà lên máu đông quá lên máu mời mình lo được cũng mệt bữa nay đám dỗ cái gì là gọn nhất luôn ở nhà không luôn.